tại Đảng bộ xã Bảo Linh, dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 và tổng kết công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ xã có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trong dịp 7 tháng 11, Đảng bộ xã Bảo Linh có một đảng viên lão thành được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đó là đảng viên Hà Thị Sâm, sinh năm 1925, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Trao tặng huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng đảng viên Hà Thị Sâm, đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ cho chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên lão thành Hà Thị Sâm đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, niềm vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đó là phần thưởng cao quý của Đảng cho những đóng góp của đảng viên trong suốt những năm qua, tạo động lực cho đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên cộng sản. Tiếp đó, Đảng bộ xã Bảo Linh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.